Rồi vì à điều gì vậy? Còn là đến thăm một gia đình người thân ở Sapa, chủ nhà sẽ cảm tình với bạn nếu bạn là người thứ hai bắt xuống sau khi ăn xong. Thứ ba, đưa gốc củi vào lửa thay vì đưa ngọn củi vào lửa. Hiểu người mạng đây nè. À, nó nhìn như nháy nó nhìn. Không được của người Việt Nam lại có chỉ là cho đâu phải không ạ? Vâng. Còn bên số 2 thì lại chọn đáp án số 3. Được chọn. Rồi anh Việt Nam ạ. Nói chung là cái bếp lửa nó luôn luôn cháy thì chắc là cái người chủ nhà đó sẽ cần dành cho người khác nhiều hơn. Vâng, tức là sẽ chọn đáp án là đưa củi vào và đưa gốc củi vào đúng không? Câu hỏi của chúng ta là đưa gốc củi vào chứ không phải đưa ngọn củi vào. Rồi du em ha. Còn đây gối nữa. Còn đây gối nữa sao sao đây gối nữa rồi mà. Good.